Vô rửa miệng chứ. Ở trong đây mà. Dạ. Thưa mẹ, năm dần cũng trôi qua, và năm Mão cũng đã tới. Vợ chồng con có lúc bạn nhỏ rồi mình tuổi qua mẹ. Và kính chúc ba mẹ luôn dồi dào sức khỏe, sống vui vẻ bên nhau và mãi hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn con nhiều. Rồi, chào. Năm mới. Năm nào? Con cũng vậy. Gặp nhiều sức khỏe. Chắc mốt thôi một cái bụng quá. Nó không nghe. Hàng tiếng con công việc. Nghe kia đi lá ngà. Giỏi thì cái đậu. Còn con anh A năm nay cố gắng là có việc làm để mà cho kinh tế nó tương đối ổn. Tính làm neo quá. Rồi, thật làm neo. Cái gì ở đây có ai đâu con này ăn. Rồi, là bây sao? Mình lì xì nhỏ gửi mừng xuân đến gia đình em. Không đi, nó không có lì xì đâu, cũng lì xì. Nói chung là mọi điều may mắn luôn đến với gia đình em. Và chúc em luôn thành công và gặt hái được nhiều công việc trong ở cái gì sao mới. Cảm ơn chúc cho anh tốt. Đây là hết rồi, mắm rồi làm sống. Hai đứa nhỏ thì chúc nhà là cho mẹ. Rồi có nhà thư bác hai thư ơi đúng thích vô thư uống đi không có rồi năm mới nhiều sức khỏe lấy cái lo cho rồi, cảm ơn con rồi bác hai đứng lên à, có biết chúc không chúc cho hai gì không có chúc không không chúc hả cười cái rồi cười cái vui vui rồi tươi đúng rồi thì mọi cái gì vui hay là buồn nói chung là những cái gì á mà tiêu cực ở trong cái năm cũ mình cho nó qua hết dẹp qua một bên giờ năm mới tới rồi thì mình chỉ đem những cái niềm vui những cái thuận lợi những cái gì gọi là may mắn đặc biệt nhất luôn đến với gia đình em và chúc vợ chồng em luôn tràn đầy hạnh phúc nhiều niềm vui và công việc luôn gặt hái nhiều thành công anh có cái gì chúc lì xì may mắn nha. Bye bye. À thôi lớn. Chúc à. Chúc được không? Gửi con. Rồi đi dục. Hai đi xì. Cảm ơn con. Rồi nè chúc con luôn học thật tốt nè năm nay năm cuối ba muốn con là phải tập trung vào việc học để chuẩn bị cho chân 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 công việc chúc mày nó mắc không vậy? Thứ nhất là sức khỏe, lắng hạnh phúc, không cần buồn gì. Cướp quan quan đã quan đã quan. Quan còn thiếu cái nữa. Thì không biết sinh nhật con tới nơi rồi không biết là rảnh rỗi đâu mà cái gì giờ đâu mà vui không? Rồi sẵn có món quà nhỏ ha, rồi gửi luôn. Ngày tăng có rồi. Chung là 5 tháng 2 đúng không nè? 5 tháng 2 rồi sắp tới. Thôi không có, để chúng ta chúc thôi. Đây là buổi xe chuẩn bị xe mình mới rồi con kính chúc bạn khỏe mạnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi á. Còn ai nữa không? Ủa đâu rồi? Cái cho nó nói đó có màu vàng đâu. Rất màu vàng đâu. Vàng đâu? Em mới đeo rồi. Mai đâu? Đếm lại coi, có để đâu không? Đếm coi được mấy cái. Có được mấy bao. Rồi, em dẹp nè. Rồi. Rồi, đãi chi. Khóa nha. Đi dọn dẹp kìa. Rồi đi, con lên lầu đi, con ngủ thiệt luôn.